đi làm ruộng chung nhau. À. Ông dắt về nhà ông chơi rồi gặp em gái ông. Thì sau tình cờ gặp cũng thấy thôi chứ chưa để ý gì mấy. À. Có một đợt đi làm công tác thủy lợi lớp D á. À, thấy có để ý là lúc là chung là để ý rồi. Lúc đó mới để ý. Chú lúc trẻ chắc đẹp trai lắm đúng không? Đẹp trai. Đẹp trai. Đẹp trai. Thế bạn hơi lùng. Hơi lùng hả? Rồi cái giai đoạn mà bạn thứ ba bị bệnh vậy thì có tốn kém viện phí thì mình lấy tiền đâu ra? À, tiền nhà lúc đó nhà thì có trâu, cha mẹ hồi đó bên vợ thì riêng cho con trâu. Vâng. À. Rồi nuôi được cái sinh sản ra, được cái bệnh dậy rồi về phải đi bán trâu. Ồ. Bán trâu đặng trị, chứ bị lâu dài mà đâu phải nhờ bán hết trâu luôn. Trời. Bán hết trâu cài luôn, rồi mấy người chị mới cho mượn trâu cài chứ sao? Thì 5 năm trời. 5 năm trời. 5 năm trời mà gia đình không làm gì được, chỉ không đủ ăn nữa, rồi lúc nuôi bệnh nữa mà khắc phục bằng cái bệnh này, bệnh nhà giàu người ta trị mới nổi, mình nhà nghèo mà trị vậy là thấy mình được chiếm phúc rồi là cũng hên lắm á. Thanh Vân và Quỳ Linh xin kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Hôn Nhân Tuyệt Vời. Có ai thích hôn nhân tuyệt vời không quý vị? Chắc chắn rằng 10 người đều nói tôi cũng thích hôn nhân tuyệt vời. Nhưng làm sao để hôn nhân tuyệt vời? Điều này mới quan trọng. Làm sao? Làm sao ai biết làm sao bây giờ? Chỉ có chúng ta đi hỏi kinh nghiệm những người đã trải qua nó thôi. Dạ. Đúng không? Và mỗi một chương trình chúng ta sẽ có những câu trả lời rất khác nhau. Chính vì vậy nên quý vị đừng bỏ sót một số nào của Hôn Nhân Tuyệt Vời trên sóng của chúng tôi vào lúc 21 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chú Phạm Văn Bao, sinh năm 1958, cựu chiến binh, và cô Lê Thị Nhiên, sinh năm 1964, nội trợ, để xem hôn nhân tuyệt vời cần có những tiêu chí thế nào, cần có những gia vị gì quý vị nha. Chào đón cô chú đến với Hôn Nhân Tuyệt Vời. À. Chào Linh. Dạ. Chào Linh. Dạ, chào cô chú ạ. Hình ảnh người đàn ông cần mẫn từng quốc đất này là chú Phạm Văn Bao. Hiện chú sống cùng gia đình tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Là cựu chiến binh xuất ngũ về hưu những năm 1983 và 1984. Ít ai biết được, trước khi có cơ ngơi như hiện tại, chú và vợ là cô Lê Thị Nhiên đã trải qua những khó khăn vất vả như thế nào. Lần lượt 4 người con ra đời, cuộc sống vốn khó càng khó hơn. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà cô chú nản lòng hay bỏ cuộc. Họ đã cùng nhau viết lên câu chuyện về cuộc sống gia đình đầy tình yêu. Hãy cùng theo dõi câu chuyện của họ nhé! À, chú có thể nói chút xíu lịch trích ngang của mình. Chú là Phạm Văn Bao, năm sinh 1958, sinh ra là lớn lên ở tại ấp Tầm Lanh, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. À. Hồi nhỏ năm chú ở cùng gia đình là cũng làm ruộng, làm nghề nông. Dạ. Thời gian đó thì ở hồi đó hồi chiến tranh mà ấp chiến lược, nhà chú là quê ở vùng kháng chiến. Dạ. Nhưng mà sau khi mà năm 65 thì lúc chú nhỏ 7-8 tuổi ra đáp ở. Rồi chú đi bộ đội năm mấy tuổi? Đi năm hồi chắc 14 tuổi. 14 tuổi. Rồi lấy vợ năm mấy tuổi chú? 27 tuổi. 27 tuổi. À. Rồi chú có mấy người con? 4 người con. Wow. 4 người con. Ừ. Con lớn nhất là? Con lớn sinh 85, nay dạ. Nó gần 40 rồi. Rồi con nhỏ nhất? Nhỏ nhất là 33. Mấy trai mấy gái chú? 3 gái 1 trai. Ồ, chúc mừng 3 gái 1 trai. 3 công chúa 1 hoàng tử. Dạ. Hai cô chú đã kết hôn được 40 năm rồi đúng không ạ? 40 năm rồi cô. Dạ, dạ vâng. Em ơi 40 năm. 40 năm cuộc đời. Dạ, có mời cô giới thiệu về mình ạ. Tôi là Lê Thị Nhiên, sinh năm 1964, làm nội trợ. Hồi đó cô có cái nghề gì không? Đó cũng đi học rồi bị gia đình cái còn ông anh thứ sáu, gia đình cũng làm nghề nông á, rồi ông anh ông đi nghỉ vụ cái ở nhà cái lo cho gia đình gì coi như cả cuộc đời cô làm nội trợ luôn. Nội trợ luôn vậy. Dạ. Là chú cô nấu ăn ngon lắm á. Dạ. Nội trợ suốt mấy chục năm luôn á. Vâng. Bây giờ chúng ta trở về cái mối tình của cô chú đó, ngày đó đó chú nhớ là chú gặp cô trong hoàn cảnh nào, không gian nào không? Gặp nhau á, cùng chốn.
Ở sớm luôn hả? Đầu sớm rồi cuối sớm. Mà hoàn cảnh thì lúc trước thì không biết nhau. Sớm nha, chứ mà lúc tôi đi kháng chiến, đi bộ đội thì đâu có ở nhà đâu mà biết. À. Sau khi mà sức ngủ về á, thì cũng đi ruộng đi đẩy rồi mà nó thuận lợi hai gia đình là ruộng kề bên nhau. Vậy mà không biết. Mà bị lên lúc á mình đi bộ đội đâu có nhà đâu mà biết. Từ hồi nhỏ luôn. Hồi nhỏ luôn. Không biết luôn. Không biết. Biết mấy người anh á, mấy người anh của bà thì biết. Sai lầm rồi, biết mấy người anh mà không biết người đẹp. Biết mấy người anh mà không biết người đẹp. Mà ruộng sát bên luôn, sang bên. Ruộng sang bên mà hồi đó nhà là khách khác ấp, khu chiến lược ẩm là ở trong dưới. Anh ở đầu ấp, em ở cuối ấp. Hồi chiến tranh á thì là ông ở trên Dương Minh Châu ở Trung Mít, còn chú thì ở Gò Dầu. Nên tình hình nó khác nha, mà khi mà hòa bình rồi về thì ruộng gần nhau. Rồi chú đi mấy năm chú mới về chú gặp cô? 8 năm. 8 năm. 8 năm đó chú có mối tình dắt dài nào không? Cũng có chứ. Có yêu sâu đậm không? Yêu sâu đậm. Trời ơi. Rồi sau đó sao mà đi về gặp cô cái bỏ qua hết, quên hết mấy mối tình kia. Cái hoàn cảnh kia người ta có chồng trước. Sau này là hôn nhân tôi với bà xã thì người đó cũng tới thăm, cũng chắc con lên thăm vậy. Ồ, lên thăm tình đầu luôn ạ. Tình đầu luôn. Ôi, bật mình quá. Cái đó nghĩa là hồi đó mình đi hồ đậu được quen nhau mà cũng tình yêu 5 năm, kéo dài 4-5 năm á, quen nhau đó. Dạ. Lúc chú đi bộ đội là cô mấy tuổi? 7-8 tuổi. Cô kèm chú 6 tuổi. Tôi nhỏ hơn ổng là 6 tuổi. Dạ. Vậy là lúc chú đi bộ đội cô mới có đúng là 7-8 tuổi à? Đúng rồi, bé xíu. Bé chút xíu luôn. Lúc đó chắc cũng có nhiều đợt tắm mưa chung lắm á. Vì không có gần nhà, chắc không tắm chung. Anh ở đầu sông, em cuối sông. Rồi, xong chú về chú gặp cô. Gặp ở trên ruộng hay là gặp ở nhà? Cũng cùng sớm á, rồi có dẹp rồi. Ông anh thì, của bà xã thì cũng trang tuổi vậy đó. Đi làm ruộng chung nhau. À. Ông dắt về nhà ông chơi rồi gặp em gái ông. Về nhà cũng nhậu á. À, nhậu rồi đó. Đi rẫy đi rừng chung nhau á. Dạ. Thì sau tình cờ gặp cũng thấy thôi chứ mình chưa để ý mấy. Dạ. Có một đợt đi làm công tác thủy lợi lớp D á, dẫn nước lòng hồ dầu tiếng về cho ruộng đồng rồi đó, làm chung tiếng D. Thấy có để ý là lúc là chung là để ý rồi. Lúc đó mới để ý. À để ý rồi, để ý bụng rồi. Cái gì ấn tượng nhất mà làm chú để ý đến cô? Con thấy cô là cũng hiền. Gái lúc đó mới 19-20 tuổi mà thấy cũng hiền. Dạ. Rồi cộng thợ gia đình làm gần rồi ông anh cũng thân rồi cái từ từ cái để ý. Để ý mà chưa có nói gì mình thổ lộ hết á. Yeah. Để ý thôi biết thôi là cũng nghèo ghẹo nó cũng tới nhà chơi rồi giúp anh để đi chơi giúp anh thôi. Sau là cũng nhờ dòng họ rồi bà con mình cũng có tình thiệt thấy được rồi bên gia đình cũng được. Rồi thôi mới kết cho nhau rồi mới giới thiệu rồi nó giờ như vậy đó, mình tỏ lòng thiệt thương thiệt. Tôi nói về gia đình mình á, cái người lớn mới dạm hỏi nhau rồi hỏi thăm cái bên này thận. Thì bên này đi qua đi nói luôn. Dạ. Vậy là cô chú là cũng chưa có thời gian yêu nhau trước đúng không? Không có. Dạ. Biết nhau vậy chứ. Lúc đó chú lớn rồi, chú lớn tuổi rồi về rồi đi qua chơi với ông anh mình. Lúc đó cô có để ý gì chú không? À, lúc đi mần thủy lợi mới có để ý. Dạ. Còn lúc đó cũng chưa để ý luôn? Chưa để ý. Mần thủy lợi thì để ý lúc nào, lúc mà hai người cào đào trên chung. Chung đào cũng ghẹo, cũng nói qua nói về vậy á. Có nhiều người ghẹo cô không? Lúc trước chắc cũng có nhiều người. Nhưng mà chú ghẹo sao hay vậy? Chú là làm ruộng gần, mình đi làm đi cứ đi ruộng thăm ruộng đâu hà, ổng có gặp gỡ nhiều lần hơn. Chú lúc trẻ chắc đẹp trai lắm đúng không? Đẹp trai. Đẹp trai. Đẹp trai. Thế bại hơi lùng. Hơi lùng hả? Không sao chứ. Quan trọng là chú là lanh lợi nữa đó. Hai bên là cứ đẩy qua đẩy lại, gia đình đẩy thuyền rồi đó. À. Rồi vun đắp cho hai người. Mà lúc đó là bắt đầu có chút gì thương chú chưa cô? Nó để ý chứ cũng người lớn đồng ý mình mới là tỏ tình là là cha mẹ đặt đâu rồi con người đấy luôn. Hồi xưa là như vậy. Cha mẹ thân như được. Từ lúc mà đi về quen cô á cho đến cưới là bao nhiêu năm chú? Mấy tháng à? Nhanh thế ạ. Ta chung 5-6 tháng vậy ha. Mùa mưa. Bà đi vớt cá đó. Gần ruộng gần nè, cái lại ngầu cũng dễ ghẹo. Ghẹo cũng nhờ bà có ai là mai giùm nè, cũng ghẹo tán quá vậy đó. Bà chỉ đâu không mà mình muốn nói bà rồi, nghe bà là bà không chỉ. Bà không dám nói đặng đề thẳng. Cũng ghẹo gợi ý vậy thôi. Thấy cũng được, thấy bà này thì thấy cũng mới 20-19 tuổi. Thì em có kiếm ai làm mai cho anh này kìa. Đang muốn vợ kìa đúng không? Thì ra cô đi vớt cá, còn chú đi vớt cô. Có người chỉ không chịu. Có chỉ không? Có mà không chịu. Không chịu dễ gì chịu. Lúc ta để ý rồi, coi như hai người là
gặp nhau cái bữa đình mà là cái bữa giấc cá đó. Cá. Trời mưa đó. Câu được con cá to nhất trong cuộc đời. Rồi sau đó mình tổ chức đám cưới. Sau cái hai đình thống nhất nhau rồi hai đình cũng nhờ ông Mai bà Mối. Có luôn hả? À, cũng em mà cũng ở gần vậy đó, cũng có thân nhân bên đây mà cũng gần bên đây, dòng họ là bên đây nhưng mà cái sự sống thì gần nhà của bà xã nhiều hơn. Cái người đó của người chị họ luôn. Thấy chắc cũng xứng rồi hai gia đình xứng vậy đó. Rồi cũng nói vô cái bên đây Thận, bà già bên đây Thận. Hồi xưa cũng có chương trình bạn muốn hẹn hò luôn. Ông làm mai mối cho hẹn hò. Hẹn hò của người Linh đó. Chú có coi không? Có coi thường. Còn xuống luôn á. Còn xuống luôn hả? Xuống luôn. Trời, fan cứng của bạn muốn hẹn hò đó. Đám cưới xong thì mình ở đâu chú? Về nhà chú về nhà chú ở làm dâu. Chú ở làm dâu. Làm dâu. Nhà chú đông không? Bảy anh em lận. Wow. Chà. Làm dâu khó không cô? Bà già cũng dễ lắm. Nói với mấy đứa em cũng có em chứ nhỏ lớn hơn lớn tuổi hơn mình luôn. Năm đó cô còn trẻ quá. Cũng dễ. Vâng. Quá trẻ. Quá trẻ. Làm dâu bảy anh em trong gia đình. Cũng dễ mà em cũng dễ. Nó làm dâu chứ ở mấy tháng à. Đi ra riêng luôn. Ồ, chứ không có làm dâu nhiều. Hay quá. Bây giờ có điều kiện gia đình cho mua cái đất rồi mua nhà của anh á là cho hai chồng ra riêng mà lúc chưa có con nữa. Vâng. Cho đất luôn. Cho đất luôn, cho nhà luôn. Quá ngon luôn rồi. Rồi vợ chồng trẻ, vợ chồng son nữa. Ừ. Rồi mình về mình mưu sinh bằng cái gì chú, làm ruộng hả? Làm ruộng không? Vẫn làm ruộng luôn. Ừ. Làm bao nhiêu công? Cái mẫu máy là 10.000 mấy. Wow. Trồng lúa không vậy? Mở ra đình, mở ra. Mở thì hai bên cho thì bên này cho 2 công, bên kia cho 2 công, bên ở ngoài. Thế là có 4 công. Rồi cái mình làm ra riêng rồi mình làm cái tự mình mua thêm. Với một cái mối tình mà gần như mình quen nhau từ lúc nhỏ tới giờ mà không biết luôn á. Rồi cái từ từ nó vun đắp từ từ, bồi đắp từ từ, từ cái nhờ mai mối cái mình gọi là không có duyên mà ở gần cũng không gặp nhau. Đúng rồi. Mà có duyên rồi á thì ở đâu cũng gặp hết. Đúng rồi. Vậy thì cô chú sau khi lấy nhau á thì mình có gặp khó khăn gì chuyện làm dâu hai bên gia đình gì không cô chú? Cha mẹ hai bên tạo điều kiện với hai vợ chồng sống ra tự lập, nhờ cho mẹ là có đất cho thôi, nhưng mà cái tài trợ khác thì không có. Dạ. Ráng làm thì từ đó cái hạnh phúc với hai vợ chồng á. Cùng thời điểm ra nữa là mình ra là có con nhỏ nữa. Hồi xưa thời bao cấp thật nó khổ lắm, nên giờ ráng làm nên từ đó mình thấy được cái hoàn cảnh sự sống. Sống theo thời đại ngày càng phát triển nữa thì từ đó thì mình giữ cái máu đó, nhìn vào cái khoảng trước mình sống tới hiện tại tới bây giờ. Nó khổ vậy rồi cô về làm dâu mình chân ướt chân ráo lúc cô còn nhỏ nữa, cô về cô thấy khổ gì? Khổ là làm dâu mà bà già cũng không khó khăn luôn. Mình cực khổ như ruộng là mấy 2-3 cây số á, mà nấu cơm cho công cấy ăn là 12 người công. Oh. Mà nấu cơm nấu canh phải gánh đi bọn tới ruộng đi đồng bờ á, phải gánh tới rộng cho công ăn. Vất vả quá. Mình vất vả đấy, nhỏ lớn mình cũng quen. À đúng rồi, tại cô cũng làm từ nhỏ lớn nó quen. Chứ không mới làm dâu mà lò làm kiểu đó sao chịu nổi. Giờ dâu có dâu đâu có y vậy đâu. À, đúng. Nhưng mà tình yêu của cô chú có lãng mạn không? Cái thời yêu nhau á. Không có lãng mạn. Lãng mạn gì, đường thì sình lầy không. Rừng rú không mà biết. Không lãng mạn gì. Đi nữa mà. Mình yêu nhau mình có tặng hoa rồi tặng quà hay gì không cô chú? Không không. Chỉ gặp nhau thôi chứ đâu có tặng gì. Không có luôn. Hồi xưa không có tặng gì hết trơn. Dạ, nấu cơm cho ăn là được rồi, đâu có thời gian đi tặng quà thì quá đâu. Vâng. Bây giờ không có hoa, không có quà, không có gì hết trơn rồi, có sự lãng mạn gì. Chú có chở cô mưa rả rích cho chở ngoài đường đê hay là chở đi chơi xem phim này kia gì không? Hồi xưa về 2-3 đứa con mới sắm được chiếc xe đạp cái hay có cái gì nữa chứ không có xe đạp luôn á. Không có luôn. Khổ vậy đi bộ không ạ? Đi từ nhà mình về nhà chồng cũng đi bộ không. Thế cô sinh em bé như nào ạ? Bé lớn đó, là con gái. Ý là đi bệnh viện kiểu gì á? Tại nhà không? Nhà. Ôi rồi. Y sĩ ở trạm xá nhà gần nhà cái sanh nhà luôn. Cả 4 bạn. 4. Ôi rồi. Nhà không à? Trời ơi. Không, không, gì không có sự lãng mạn gì đó vậy. Hồi đó mà đi cái đường mà đi ra ngoài tới ngoài Hiệp Thạnh á là cũng rừng rú sình không à. Đi bây giờ đánh xe trâu chở đi chứ phải đi xe trâu. Xe không ra đi được. Chứ đâu có xe đường xe bò á, để chắc lên đó nếu nó có bị mà trục trặc cái gì á, xanh mà trở ngại gì thì phải dùng xe bò.
chứ bò trâu quýnh trâu bò thì chắc nó căng cái giọng nữa, nó quánh đi tới tới viện. Trời ơi, khuyên cũng không nổi xa quá, mà đường đâu phải đường xuông, đường lầy lội trong rừng trong ruộng không à. Nhưng mà trong tình yêu á, chú có bao giờ nắm tay cô nói là anh thương em, anh yêu em hay gì? Chắc là không. Có không? Không có luôn hả? Gần tới đó là đám hỏi rồng mới có nắm tay thôi. Có giờ hẹn nhau ngoài ruộng rồi cái lén lén hung nụ hung đầu đầu tiên gì không? Không có luôn. Không có luôn hả? Cưới nhau xong rồi mới bắt đầu nụ hôn đầu tiên ạ. Cưới nhau. Ồ. Tình yêu hồi xưa cũng hay nha. Tức là không yêu nhau nè, mà có yêu nhau thì cũng phớt, không có lãng mạn nè, không có một phần quà nào hết, không có nói lời yêu thương, không có, thậm chí không có một nụ hôn đầu tiên trong tình yêu luôn, mà họ vẫn yêu nhau như thế này nha, hay ha. Bền vững đến tận bây giờ. Ừ, bây giờ sao vậy, anh không nhắn tin cho em, sao không có hoa cho em, sao không có quà cho em này kia. Còn cô có ba đứa con gái với dâu con trai, giờ theo thời đại giờ cái nhà thằng nhỏ cháu không ra không. Ừ, con biết chân thâu vợ mà biết chừng nào kiếm được người như cô luôn. Ý, trời ơi, giờ thờ vợ mà kiếm người như cô sao mà ra. Thật đúng rồi, không bao giờ có. Một mình cô sanh con ở nhà, bốn đứa. Bốn đứa luôn. Có chú bên cạnh không? Mà anh nhỏ thứ thứ tư á, là ổng đi cài, ba nó đi cài trong ruộng. Cô đau bụng sanh đầu cái tự cô đi làm trò, làm dần cô, cái ông anh ổng chạy vô ruộng kêu, chứ hồi đó đâu có điện thoại đâu. Chạy vô tán ruộng kia cũng về. Trời. Mới rước muộn là đỡ đẻ. Coi như là bốn đứa con là sinh ở nhà hết luôn. Hay luôn ha. Và vẫn mạnh khỏe, mọi thứ ổn hết. Vâng. Kỳ diệu nhỉ anh nhỏ. Ủa rồi chú, sao lúc mà mới sinh con chú có biết cách chăm con này kia gì không? Chăm con cho ăn rồi tôi cho ăn. Cho ăn. Bữa ăn cơm đầu tiên là tôi nhai cho ăn. Nhai hả? Ừ. Nhai ạ. Tôi nhai trong miệng cho để con nhai ăn. Cơm với muối á. Nhai cơm với muối hộp á. Cơm với muối cho con ăn. Ôi nhai cho con ăn. Đứa nào tôi cũng là nhai hết. Gọi là trộn cơm với nước. Cơm với gì? Với đường. Còn với muối. Thế thôi ạ. À, bữa nào ăn muối, trộn muối thì khỏi trộn đường. Khi nào có đường cát á. Bốn đứa đều vậy luôn hả? Được vậy hết. Con tò mò không biết, rất muốn được gặp con của cô chú để mà biết xem là những người mà lớn lên mà trưởng thành với những hạt cơm mà với đường với muối như vậy họ sẽ như thế nào. Đúng rồi, chút mình hỏi thì coi xưa nó ăn gì, giờ ăn nổi không? Ăn cơm mẹ mua đồ ăn, ăn mẹ ăn vậy thì thích cực, ta ăn gì quen rồi. Ủa nhưng mà giờ xưa nó có uống sữa, chưa bú sữa mẹ hay gì cô? Chứ mẹ không. Bú sữa mẹ không? Không, tức là bú hoàn toàn sữa mẹ. Và khi nào ăn dặm thì mới là ăn cơm của chú. Thì ăn được mới ăn. Nhưng mà hồi nhỏ là em cũng toàn ăn kiểu đấy, bà em làm cho em như thế. Em ăn bà nhai hả? Vâng. Em nhớ ra này. Thì làm cũng được lắm chứ bộ. mấy đứa cơm mà nhai từ miệng của ba ông bà cũng xinh đẹp lắm chứ bộ. Đúng không? Em vẫn còn nhớ là cái vị cơm nó còn có vị trầu bà em ăn cơ. Chị biết ăn chị biết gì, hồi đó bé quá biết gì. Vâng, ăn biết gì. Con cô giờ mấy đứa con cao cao y cô không à? Vâng. Lắm. Để trong bếp nè. Để trong nhà. Rồi ăn cơm nhai nè. Rồi, à, trời ơi. Cũng lớn lên nào mà cũng xinh đẹp trai đẹp gái chứ có gì đâu mình phải sợ. Các chị và bạn nhà mình là đang làm về công việc gì ạ? Lập công nhân. Làm công nhân. Rồi công nhân. Ừ. Đứa làm cái khách sạn với là nó bị làm bên nail á. Vâng. Nhỏ thứ ba thì nay nó làm, nó học bên đại học vừa. Rồi lúc đó là chỉ có chú làm ruộng thôi. Là nuôi bốn đứa con luôn. Trời, trà vất vả nha. Ở thế chú với cô có bao giờ phải trải qua giai đoạn yêu xa không? Không. Không. Ở không. Nhà xuống mà chú lạ nhỉ anh nhỉ? Có tới mùa vụ như là đi ra ruộng mình làm hết vụ mình về. Cũng như đêm hai đêm mà chứ không có nhiều. Dạ. Mình giữ trâu mình cài luôn, thả thì mất. Khi nào nhớ vợ cái về, khi nào nhớ vợ cái về. Về cột trâu mình ruộng á, trời cũng vất vả lắm. Mũi mồng cắn rồi làm mình. Chú có chăn trâu nữa. Chăn trâu luôn chứ ai chăn cho. Hai vợ chồng cùng đi. Làm rồi chiều về thì vợ thì cho con, lo cho con, còn chồng thì đi nấu cơm. Sao nghe thấy cô chú kể của cuộc sống rất là êm đềm anh ha. Nó bình an lắm. Vâng. Mặc dù nó có vất vả. Rất là đẹp. Chồng chăn trâu, vợ cho làm ruộng, rồi vợ làm ruộng, rồi chồng chăn trâu cứ như thế. À. Vâng. Xong về cứ nhớ vợ buộc trâu đó, xong về thăm vợ. Rồi cái ra chăn trâu tiếp, rồi tới giờ con ăn về nhai cơm đút cho con. Ngồi hạnh phúc ha. Vâng. À. Như bữa nào mà như kéo tro đồ đi giải cái chắc con hết lên xe trâu á, đánh vô ruộng. Chứ đâu phải giữ đâu.
chứ đâu có ai con sẽ theo mình luôn. Đánh vô ruộng cái để con trên xe cái mình dạy cho rầu hết cái vợ dạy cho tôi cài tôi sẽ mang cái công vô tỉa đậu vậy đó suốt luôn làm suốt luôn. Bốn đứa con ngồi trên xe trâu đi trâu hai vợ chồng người cài người rải tro đáng yêu quá. Một bức tranh về gia đình bụng nông thôn ha. Đâu có muốn giờ có muốn của ai nấy làm. Tự làm. Như trĩa đậu bao nhiêu thùng hộp đậu cũng nhà bằng cỏ không à. Dạ. Thế có bao giờ các bạn bị ốm hay là phải đi bệnh viện không ạ? Có đứa thứ ba đó nó đau bị thấp khớp tim. À. Học lên tới lớp mà hết năm à. Lớp 4 là đi học về cứ mình thấy cái sưng giò nó sưng á. Không nó biết. Mấy bà cô tính nhảy dây đồ ra trường chơi giỡn. Ngầu máu. Dọn. Tới chừng mà phát hiện ra được là nó đi xuống giường khi mà đi học đi không được. Rồi mới chở đi tới bác sĩ khám, tới Nhi Đồng á. Bác sĩ nói trời ơi cái này là thấp khớp tim rồi. Hở tim ba lá. Trời ơi. Hở qua nó rồi phải trị mà phải trị lâu dài. Dạ. Yeah. Chú trị 5 năm. Hai vợ chồng là cùng đồng lòng cùng đồng sức luôn á. Cộng đồng sức nuôi con. Trong những lúc khó khăn hai vợ chồng có cãi nhau rồi có mâu thuẫn gì không chú? Không lớn, cũng qua về, khi cũng nói qua lớn tiếng vậy cũng có khi lớn tiếng rồi thôi thì thôi, có khi lớn tiếng rồi thôi thì thôi. Làm sao để mình giữ cái gọi là bình yên đó, mỗi lần người này nóng người kia giận rồi sao? Cũng nhịn nhục nhau, chia sẻ nhau. Có lần lớn tiếng nhau, cái giận không ăn cơm, cái lên ăn cơm, sao thấy mặt ổng buồn buồn, cái chung chu mì ăn cái mình, thấy cái mắt cười, cái là hết giận. Hết giận. Nghe sao kỳ kỳ, sao mặt mày sao đứa nào sao nghe cũng kỳ kỳ quá. Đúng ra thì cái cực khổ đó nó tha đi, quá cực khổ đi là nó lớn hơn cái giận này. Vâng. Thì từ từ đó mình mới xác định là mình nhịn nhục nhau được, cái việc cái sức lao động của mình để nuôi con của gia đình từ đó nó lớn hơn cái chuyện mà này. Đúng vâng. Rồi. Cùng nhau là mình khắc phục để mình nuôi con. Mà thực ra cô chú giỏi đó chỉ có làm ruộng thôi. Đúng không? Mà nuôi 4 người con. 40 năm đã đi qua, từ cái đám cưới chẳng có lấy tờ đăng ký kết hôn, đến sự xuất hiện của 4 người con. Cô chú vẫn bên nhau như ngày đầu tiên. Ở tuổi thất thập cổ lai hy, chú còn chăm cày cấy, trồng cây nuôi cá. Cô tuy có lúc trách chú, nhưng lại là những lời trách yêu vô cùng dễ thương. Cô vẫn cần mẫn mang cơm cho chú hàng ngày, cùng ăn cơm, cùng nói cười vồn vã. Đúng là con chăm cha không bằng ba chăm ông. Cuộc sống vẫn bình yên đến lạ cho cặp đôi đã bên nhau 40 năm thăng trầm ấy. Rồi cái giai đoạn mà bạn thứ ba bị bệnh vậy thì có tốn kém viện phí thì mình lấy tiền đâu ra? Tiền nhà lúc đó nhà thì có trâu, cha mẹ hồi đó bên vợ thì đi cho con trâu. Vâng. Rồi nuôi được cái sinh sản ra, được cái bệnh dậy rồi về phải đi bán trâu. Oh. Bán trâu đặng trị chứ bị lâu dài mà. Đâu phải nhờ bán hết trâu luôn. Trời. Bán hết trâu cài luôn. Rồi mấy người chị mới cho mượn trâu cài chứ sao. Rồi nó khi nó hết bệnh rồi á là bác sĩ cho là hết tái khám rồi á là như nó ổn định lại được rồi đó. Thì 5 năm trời. 5 năm trời. 5 trời mà gia đình không làm gì được, chỉ không đủ ăn rồi lúc nuôi bệnh nữa. Mà khắc phục bằng cái bệnh nhà giàu. Người ta trị mới nổi, mình nhà nghèo mà trị vậy là thấy được chim phúc rồi là cũng hên lắm á. Rồi giờ nó có chồng có con, được hai đứa con. Giờ cô chú sống bằng đồng lương hay có lương gì không? Chú thì giờ sống ở địa phương không có lương, vì hồi đó đi về lãnh lần một. À. Rồi giờ ở đây coi như có được bảo hiểm quốc phòng cho. Yeah. Cho suốt đời làm lo bảo hiểm y tế đó. Thì giờ nghe con nó cũng làm ngày năm. Ruộng đất mình có đó. Đất mình có ruộng. Giờ mình còn nhiêu ruộng? Hết đất chắc gần 3 mẫu. 3 mẫu. Giờ chú với cô vẫn còn làm ruộng không? Còn mình cho mướn đó. À. Chỉ còn làm giờ phải nổi đây giờ có ruộng nên mình cho người ta mướn. Còn một số nữa mình lập vườn. Chú riêng dừa vậy đó mình làm. À giờ trồng gì chú? Trồng chờ dừa. Dừa sim á. Được bao nhiêu cây dừa? 160 cây. Wow. Điều nó cũng nó bị thắt, nó không đạt cái ý muốn mà gì đuông quá trị không được. Chú mới chuyển ra chú xen vô, cái nào mà hãy chết chú xen chú riêng vô. Đuông dừa. Đuông dừa con gậy con bột cứng á. Vâng. Dạ dạ. Chú riêng chú được vài chục cây sang năm chứ là còn trái được rồi. Dạ. Thì là suốt cuộc đời cô chú gắn liền với nông nghiệp. Ruộng. Nông nghiệp. Vâng. Dạ. Gắn con trâu cái cày xong rồi bỏ. Khổ quá bán luôn trâu cái cày luôn. Và tự mình cày luôn. Sau đó cô chú làm thế nào để vực lại được kinh tế sau 5 năm đấy ạ? Cũng nhờ gia đình, chị em rồi đó cũng hỗ trợ cho mượn trâu rồi mình làm. Chứ đâu có tiền mua trâu lại. Trâu lúc đó thì không mắc, so giờ nó không mắc lung nhưng mà tiền không có. Làm một năm như vậy làm
Lúc đó thì ruộng chưa nhiều, chừng 4 công mà. Đủ ăn chứ đâu có sắp chiếc xe sắp không được. Sắp chiếc xe đạp cho con đi học cũng không được. Con phải đi bộ. Sau là mà học được bị hậu trường gần. Sau cái trường cấp 2 nó xa xa. Cái mua được chiếc xe mà chiếc xe này nhầm xe của ăn trộm. Cái ông ăn lấy luôn. Ôi trời ơi. Cái con phải đi bộ luôn. Trời ơi. Bây giờ không với chiếc xe nào nó tầm dữ dằn lắm. Nghèo mắc eo nữa. Bởi cái ông này mấy nãy quýnh bài, thanh niên quýnh bài nhau á. Ăn trộm thì anh thế với mình nhau. Mình đâu biết đúng không? Không biết, mình thấy rẻ mình mua cho con đi học mừng chết luôn. Vậy đừng mua gì rẻ nha, đúng, rẻ đúng. Nguy hiểm lắm luôn á. Khổ quá mà giờ đồng ý lực pháp. Thật ra xe đó xe cũng trộm người khác. Đúng rồi. Bây giờ phải nhân thu chứng lại để trả cho người khác. Cái đó là đúng đó. Mà cái đó là cũng đỡ nha, chứ không là bây giờ mà nếu mà sử dụng đồ mà ăn cắp trộm đó là mình cũng liên đới về hình sự nữa đó. Đồng phạm đó cũng mệt lắm. Vậy tại lớn là nguy hiểm á. Dạ. Rồi cô chú cứ thăng trầm như vậy hoài luôn, có lúc nào mình sung sướng không cô chú? Ngày nay chắc từ từ sung sướng. Còn lên. Lúc này còn lên. Giờ hôm nay thì đỡ rồi. Dạ. Không có làm gì nữa, dơ nữa, sống thời đại hiện nay bây giờ á. Thì chú biết giờ ở nông thôn mà. Giờ hiện nay là nông thôn mới rồi, làm điện đài, đường xá, đồ, phương tiện. Cuộc sống cũng có phát triển. Cũng dài 3 năm, tới năm 90 á. Mới mua được cái nhà hồi đó mà mua một cái nhà lớn, nhà mà nhà gỗ mà bị hoành là 7 tấc bị một tròn à. Ôi. Mua được cấp nhà đó là mua nguyên cái nhà vậy đó. Nhà đó 3 gian không? 3 gian. Trời ơi đã. Mua được nhà đó giờ cũng còn. Ồ. Còn giờ rút ra bán hết rồi, giờ chưa bố cái đó xây tường vòng. Gỗ gì chú? Gỗ gõ. Trời ơi. Gõ với lim. Quá dữ nhà đó. Với cai. Ngon luôn á. Giờ còn luôn hả chú? Giờ hả? Còn, ta bỏ hết cho tôi còn. Có nghĩa là mình kỹ nha, mình nhờ bà xã bà kỹ. Bây giờ giọt bà chăm sóc. Vì hồi đó nhà đó thì mình dùng dán mình dừng chứ không phải như giờ có tường, có gạch mình xây. Dạ. Còn là mà không kỹ là có mối nó lên nó ăn hết luôn á. Đúng là 50 năm ăn hết đúng không? Nông dân thực thụ luôn á. Chỉ có bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thôi. Mà nuôi 4 đứa con cũng sinh ra từ đồng ruộng như vậy. Đó. Sinh ra từ con trâu cái cày đó. Mà ngày xưa là từ nhà tranh. Nhà tranh thành rằng nhà gỗ. Gỗ này gỗ ngon rồi chứ. Giờ là xây hết rồi, giờ bỏ đó đâu. Giờ xây lại tường hết. Vẫn để mấy cột nữa kia. Để mấy cột. Giờ là con lớn, có gia đình. Giờ 8 đứa con, 8 đứa cháu ngoại. Cháu đậu là 8 đứa rồi. Trời ơi. 4 đứa con, 8 đứa cháu à. Đứa nào cũng có tư có phần mà thấy cũng ổn hết, thấy cũng mừng. Một cái bức tranh tình yêu rất là êm đềm. Mặc dù vất vả nhưng mà rất là đẹp. Giờ về cứ kêu mà mẹ đi du lịch ở đâu mà đi, cứ người này kia kêu đi mà. Cô chú là có bao giờ mà khổ quá rồi hai người từ cái khổ đó gây lộn nhau không? Không, từ nào không có luôn. Không có gây lộn mà 4 đứa con rồi, kể chú nghe cả. Xong mần cực khổ mà về con gieo neo quá, giờ cực quá không biết sao. Cái đợt mà kế hoạch hóa gia đình ở dưới huyện đó, bà già hay mà nó không cho, trời xanh voi xanh cỏ. Trời xanh voi đâu, xanh cỏ đâu, không thấy, cùng mình mà nuôi thấy mẹ. Hai vợ chồng rủ đi kế hoạch. Về bà già bà la quá trời. 4 đứa chứ không chắc cũng lại thêm nữa. Không được. Là có kế hoạch rồi đó. Kế hoạch rồi á. Trời ơi, mày quá trong kế hoạch. Giờ ông chừng 8 đứa con, 16 đứa cháu ngoài, cháu nội ngoại. Cháu nội nữa đâu xanh nữa. Phải nói là chú rất giỏi luôn á. Một mình mà cứ còn quật suốt ngoài đồng ruộng. Con trâu cái cày với cái ruộng thôi. Mà nuôi được 4 người con thành đạt như vậy. 8 đứa cháu nữa. Quá là tuyệt vời luôn. Bây giờ chúng ta sẽ có một món quà đặc biệt dành cho cô chú nha. Dạ. Cô chú nhắm mắt lại. Có thể nhắm mắt lại. Dạ. Một vài giây nắm chặt mắt khi lại. Khi nào mà con mời cô chú mở mắt là cô chú hãy mở nha. 1 2 3 Cái thứ ba. Thứ ba. Sao khóc? Em chào anh Linh. Rồi trời em sao mà khóc vậy? Ủa Linh cũng biết tại sao mẹ con chắc ít gặp nhau hả? Cũng gặp hoài. À. Nay đi học rồi nó ít có về. Dạ. Về chứ em học lớp trước là cứ 2 tuần cũng về. Dạ em đang học liên thông dược á. À học liên thông dược á hả? Hành dược sĩ hả? Dạ. À đây chính là bạn mà cô chú bán trâu đi đúng không ạ? Để chữa bệnh này. Tốn mấy con trâu cái cày luôn á.
câu chuyện của ba mẹ em á, nó rất là bình yên, cũng rất là hạnh phúc luôn, nhưng mà rất là vất vả, coi như là không biết bao nhiêu giọt mồ hôi đã đổ xuống cái cánh đồng đó, đúng không chú hả? Bao nhiêu gọi là cái hạnh phúc của con cháu là bao nhiêu cái giọt mồ hôi đổ xuống cánh đồng đó, phải vất vả lắm. Ba có kể là cũng bán trâu bán cày để lo bệnh cho em đó. Dạ. Mình cảm xúc thế nào khi ngày hôm nay mình ba mẹ gọi là cùng nắm tay đến chặng đường? Như là hôm nay em đến đây coi như là đại diện bốn chị em luôn, chúc sức khỏe đến ba mẹ nhiều hơn. Tại vì mà các chị em không có đến được nên là em chỉ đại diện thôi, lại em là người sắp xếp được công việc á. Con chị chia sẻ với ba mẹ là ba mẹ đã dùng cái tình cảm và những cái gì tốt đẹp nhất cho để mà nuôi dạy chúng con, nên là bây giờ con bốn chị em con chỉ mong là ba mẹ chỉ chú ý đến sức khỏe của mình nhiều, cứ mọi thứ là để cất của tụi con lo hết rồi, nên là ba mẹ chỉ đừng có lo gì nữa. Ba mẹ hay suy nghĩ nhiều á, sâu xa, tại giờ con cái giờ là chị em tụi em đã lớn hết rồi, đã ổn định hết rồi, nên là ba mẹ suy nghĩ nhiều, tụi em chỉ mong ba mẹ vậy thôi. Không biết là các cháu hôm nay có ở đây để vào ôm ông bà không? Dạ, con mấy bé ngoài á. Chắc là mình mời các cháu vào đây luôn. Hết luôn. Dạ, chúc cho vô. Trước khi mà các cháu vào để vui với ông bà thì có một bức thư mà chú gửi dành riêng cho cô. Là cháu sẽ xin phép đọc thật là to bức thư này để cho cả nhà mình cùng nghe. Đây là những nét chữ bết tay của chú. Cô đã bao giờ nhận được thư của chú chưa ạ? Chưa bao giờ. Đây bức thư tình đầu tiên. Tình yêu của cô chú không có hoa, không có quà, không có gì xa xỉ hết trơn á. Ở họ chỉ có tình yêu thôi. À. Bây giờ có lá thư đầu tiên đó, thư dạ. Tình. Thư tình, bức thư tình đầu tiên. Bức thư tình cuối mùa thu. Con xin phép đọc ạ. Mẹ Quyên yêu mến, chúng ta thấm thoát 40 năm đã trôi qua, cũng là gần hết cuộc đời rồi. Hạnh phúc nhất giờ này anh mới viết thư bằng tấm lòng của anh. Nhờ chương trình hôn nhân tuyệt vời cho cơ hội, anh mới được viết thư này. Ôi, quá hạnh phúc. Từ trước tới giờ chúng ta không có khoảng cách, cho nên không viết thư gì. Gia đình và các con chúng ta suốt đời bên nhau. Gửi đến các con, có gia đình riêng, tuy có xa về địa lý, nhưng chúng nó quan tâm đến vợ chồng mình, cũng như lúc còn sống chung gia đình với nhau. Anh rất lấy làm hạnh phúc cho vợ chồng mình. Cũng nhờ chương trình hôn nhân tuyệt vời, anh mới có mấy dòng chữ vậy thôi. Anh mong chúng ta phát huy đến hết cuộc đời này. Cuối cùng, xin chúc chương trình ngày càng phát triển, đem lại hạnh phúc cho những cặp hôn nhân tiếp theo. Ba Quyên, Phạm Văn Bao. Dạ, một bức thư rất là chân chất. Cô xúc động quá kìa. Gửi cô ạ, cô giữ làm kỷ niệm. Cô muốn hùng chú con cái đó, đưa mà nó. Các con và tặng hoa cho ông bà nào. Ôi. Đưa cho nói nè, đáng yêu quá. Dạ. Đây. Ủa sao lại là ba Quyên, mẹ Quyên à? Ba cũng nhỏ gái, mẹ cũng con gái lớn là tên Quyên. À, qua đây. Ôi dồi ôi, các cháu tình cảm chưa này? Đây. Ôi trời đất ơi. Cháu nội. Cảm ơn nha. Này hai đứa cháu nội nè. Dạ. Ngồi cho ngoại ngoại đi. Trời ơi, đáng yêu quá, gia đình xung họp rất đẹp. Các con yêu ông ngoại, yêu ông nội không? Đứa nào ngoại, đứa nào cháu nội, đứa nào ngoại đâu? Cháu ngoại. Này cháu ngoại hết hả? À. À, có hai cháu nội. Hai cháu nội. Hai cháu ngoại. Bây giờ có một bạn đại diện đứng lên để chúc ông bà những cái điều mà các con muốn gửi đến ông bà nào. Ông lớn lên coi. Rồi mời bạn lớn nhất nào. À, anh Ngọc. Dạ con chúc ông bà ngoại luôn có nhiều sức khỏe, sống lâu trăm tuổi và hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Rồi con gái nè. Mời con. Quay qua bà ngoại kìa, bà nội kìa. Con chúc bà nội nhiều sức khỏe, sống lâu trăm tuổi. Yêu quá. Chúc ông nội kìa. Con chúc ông nội khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Mời con nghe. Rồi đây. Ráng ngoan đi ông. Nói lớn coi. Chị nói lớn lên coi. Nội khỏe ha. Ngày xưa vất vả lắm, ông bà tụi con phải rất vất vả để có được tụi con ở đây, thì ông bà phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời biết bao nhiêu năm đó. Con thấy ông bà khổ không?
Có bao giờ con nghe ông bà kể chuyện ông bà chưa? Chưa đúng không? Bữa nay ông bà kể mà khóc luôn á. Thành ra phải yêu thương ông bà nhiều hơn nữa nha. Và chương trình này thì chắc chắn là sẽ được giữ lại mãi cho các con cháu. Nào vất vả lo cho các cháu, lo cho ba, cho mẹ. Rất là tiếc khi không có đầy đủ mấy người con luôn á. Cô có thể nhắn gửi cho mấy người con kia ở nhà coi được là cô muốn nói gì với mấy người con kia. Dạ. Còn ở đây là nhỏ thứ ba, còn Quyên, Trúc Linh, Duy Tân. Bữa nay mẹ được lên chương trình Hôn Nhân Tuyệt Vời. Các con cũng ráng cố gắng gìn giữ gia đình hạnh phúc, là con cháu dạy dỗ nó được học tốt mà mẹ vui rồi. Dạ. Chú có nói gì với mấy người con của mình? Chú thì rất là hạnh phúc. Các con giờ bây giờ lớn lên thì sống xã hội bây giờ thì các con đã hiểu rồi. Cha mẹ là nuôi các con dạy dỗ để học nên đã thành người, đã có yên bề gia thất hết rồi. Cuộc sống của gia đình riêng, từ đó mà các con đã sống cùng với gia đình, với xã hội. Ráng sau này rồi con có đem lại cái tương lai cho các cháu. Các con thấy nào, thời ba mẹ thì nó có khác, còn thời bây giờ thì các con cũng có học thức thì được thế này thì ba mẹ rất là hạnh phúc rồi. Các con cũng ráng giữ. Ngày xưa vất vả từng ngày từng giờ ở trên cánh đồng vậy, có bao giờ mình nghĩ rằng hôm nay chúng ta có một đại gia đình hạnh phúc thế này không chú? Không có nghĩ được. Không bao giờ nghĩ. Cái đó vô mà nghĩ không có, mà làm sao mà nghĩ tới cái này. Không nghĩ được cái gì. Mà cơ bản là mình giữ mình, rồi mình nhìn thấy cái đời sống của mình, cái con mình. Bên cạnh là chung quanh cái chòm xóm, láng giềng. Mình ráng mình cực khổ mình nuôi con mình, đừng để gánh nặng cho mọi người khác. Con mình nó cũng ngoan, không có gì làm cho rối gia đình, không làm rào rỡ cho nó khổ tâm thêm. Cha mẹ cực khổ tâm là một phần lớn rồi. Bây giờ con mà nó suy nghĩ được, nó gương cho cha mẹ dạy cho nó cũng học hỏi được, nó suy nghĩ được, cho cha mẹ đỡ phần nào gì nó. Nó sống tự nó lập. Các cô chú đâu có lo cho con được cái gì. Yeah. Chỉ lo cho hạnh phúc của nó. Tự mình có cái là chú cho nó tự nó chọn. Chú thím là không bao giờ là chọn cái hôn nhân nó. Nhưng mà tự tôi nó, hạnh phúc của nó chọn. Yeah. Hôm nay thì nhân dịp mình có mặt trong một cái buổi cả nhà được đoàn tụ như thế này, thì chắc là cô con gái cũng sẽ có những cái lời nói tình cảm để dành cho ba mẹ mình đúng không? Mời em. Dạ. Chúng con yêu ba mẹ rất nhiều. Và chúng con cảm thấy là rất là hạnh phúc và tự hào vì ba mẹ đã dùng hết tình yêu thương và những cái gì tốt đẹp nhất để mà dạy dỗ cho chúng con. Chúng con sẽ cố gắng để trở thành một người có ích cho xã hội và làm những điều tốt đẹp nhất để đền đáp cái công ơn của ba mẹ, cũng như là dạy dỗ các con của con cũng sẽ như vậy. Ba mẹ lúc nào cũng luôn là ngôi nhà của chúng con, và lúc nào tụi con đi đâu cũng muốn về nhà, tại vì nơi đó là có ba và có mẹ. Tại vì nơi đó là có ba và có mẹ. Bây giờ nè, ông với bà đứng lên nắm tay nhau nào, các con xung quanh. Sau gần 40 năm chung sống thì đó, bây giờ bà có giận ông gì không? Có muốn ông như thế nào không? Bà có thể chia sẻ một chút với ông. Giờ cũng sống này bao lâu, giờ vợ chồng đồng lòng cực khổ lo cho con. Giờ con giờ nó vậy là giờ cũng không có giận gì hết. Không có giận gì hết. Không có giận gì hết. Rồi ngược lại, bà có muốn ông thay đổi gì trong cuộc sống không? Thay đổi giờ ở trong ruộng có mình rậm mà kêu về nhà ban đêm ban hôm kêu ông về là ông cứ ngủ rậm. Ủa sao vậy? Bị rậm cứ ông mới thả cá, ông cứ sợ người ta bị bắt cá. Trong cái giường á, thả cá này được 3 tháng rồi mà mình không giữ người ta ăn, người ta phá hết của mình. Hồi xưa khác, hồi xưa còn trẻ, còn giờ già nuôi cá sợ người ta bắt hết. Đúng rồi đó, sao không rủ cô vô gọi là nuôi cá trong đó luôn. Giờ giữ hai đứa cháu này đưa rước đi học. Trời ơi. Rồi nhà này nuôi heo nữa, rồi phải nhà phải giữ heo rồi. Vừa giữ heo vừa giữ cháu. Bà vất bận lắm. Giữ chó. Giữ gì nữa? Giữ chó. Vừa giữ heo, giữ chó, giữ mấy đứa cháu. Rồi ông thì giữ cá nữa. Trời ơi, giờ cũng vất vả quá.
quá. Bây giờ sao mình gom cá với chó với heo với gì gom gom vô nhà đi. Được không? Ngủ nửa đêm trọng sợ không bệnh hay gì cái đúng đầu ngày lo. Nguy hiểm lắm. Cô nói đúng đó. Cảm thấy cơ thể mình thấy nó có vấn đề mình đi về. Vâng. Mình nuôi nhiều không? Nuôi các con cá giống thả 6 kg. Ồ. À. Sao giờ quay về nuôi heo với nuôi chó với phụ với cô. Nó phụ nó bỏ nhà khỏi nuôi cũng được. Cái này cũng quan trọng hơn. Vẫn còn lo toan cho gia đình lắm. Vâng. Ha. À, cả một đời làm như vậy rồi thôi bây giờ thật sự là chú cũng nên nghỉ ngơi một chút ít lại thôi. Rồi thay mặt chương trình chúc cho cô chú và cả nhà đại gia đình chúng ta luôn luôn hạnh phúc, bình an và thành công rực rỡ nha. Dạ. Cảm ơn. Tối nay về cả nhà mình bóc quà rồi liên hoan với nhau. Dạ vâng. Chương trình Hôn Nhân Tuyệt Vời sẽ được phát sóng ở trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam vào lúc 21:15 và chúng ta có thể xem lại trên YouTube được ạ. Nên là chương trình này có thể giữ lại được mãi cho con cháu về sau. Dạ vâng. Cảm ơn. Vâng ạ. Rất là cảm ơn quý vị khán giả vì đã luôn luôn đồng hành và theo dõi cùng với chúng tôi. Quý vị nhớ nha, 21:15 tối thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, đồng hành cùng với Hôn Nhân Tuyệt Vời ạ. Thanh Vân, Quỳ Linh xin chào tạm biệt.